Với mức giá chỉ nhỉnh hơn 5 triệu một chút, đố anh em tìm kiếm được một chiếc laptop nào có thiết kế đẹp hơn được HP EliteBook 830G6 này đấy. Full nhôm toàn bộ máy, thiết kế cắt CNC, các góc cạnh với độ hoàn thiện cực kỳ cao cấp. Trọng lượng nhẹ chỉ 1,33kg mà thôi. Cấu hình vẫn rất mạnh mẽ với CPU đời 8, i5-8365U hoặc là i5-8265U đều có tận 4 nhân 8 luồng mạnh mẽ. RAM 8GB, SSD là 256GB, có thể dễ dàng nâng cấp RAM và ổ cứng để sử dụng lâu dài. Máy vẫn đáp ứng tốt được các nhu cầu làm việc văn phòng cơ bản như là Word, Excel, PowerPoint thoải mái, thậm chí là còn edit được cả banner, ảnh cover Facebook, edit được cả video mạng xã hội luôn. Anh em ưu tiên dùng app CapCut nhé, vừa gọn nhẹ lại tối ưu dựng video cho các máy Ultrabook như này. Màn hình 13.3 inch, độ phân giải Full HD cực kỳ sắc nét, có lớp phủ chống chói, hình ảnh hiển thị rất tươi và nịnh mắt, rất phù hợp với các anh em làm việc văn phòng, thường xuyên giải trí xem phim và nghe nhạc. Bàn phím ngon, touchpad ổn, đầy đủ cổng kết nối, đúng là mua HP 830G6 quá là lời rồi. HP mà cứ bán máy chất như này thì các hãng khác cũng chỉ biết khóc thét mà thôi.